Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết miền Bắc sáng nay khá dễ chịu. Lúc 8 giờ sáng nay, ngoài trời Hà Nội nhiệt độ đang nghỉnh hơn 24 độ một chút, độ ẩm 94%, gió đông bắc thổi nhẹ. Một số nơi phía Đông Anh, Sóc Sơn còn mưa nhỏ lác đác, các khu vực khác trời nhiều mây. Trong trưa chiều nay, trên khu vực Bắc Bộ trời có nắng và nhiệt độ tăng lên từ 29 đến 32 độ. Tuy nhiên, sự giảm mưa tại Bắc Bộ chỉ là tạm thời, bởi dự báo chiều tối và đêm mai sang ngày thứ hai đầu tuần sau, rãnh mây dông lại có điều kiện hoạt động mạnh hơn và những cơn mưa rào sẽ lại tiếp tục lặp lại trên khu vực với nhiều nơi có mưa vừa đến mưa to và dông. Người dân cần hết sức cảnh giác và tiếp tục đề phòng với các hiện tượng tố, lốc xoáy và gió giật mạnh. Sau đó, từ ngày 16 tháng 5, mưa tại Bắc Bộ giảm nhanh. Thời tiết vẫn còn khá mát mẻ và dễ chịu, nhiệt độ thấp nhất tại vùng đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội là khoảng 23 độ. Ban ngày trời nắng nhẹ và nhiệt độ sẽ tăng dần lên mức từ 27 đến 31 độ, trời mát mẻ cả ngày. Mưa cũng sẽ tạm thời gián đoạn tại các tỉnh miền Trung. Trong ngày mai chỉ xảy ra cục bộ vài nơi vào lúc chiều, ban ngày trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ đồng loạt tăng lên trong khoảng từ 31 cho tới 34 độ. Tuy nhiên, sang ngày 15, ngày 16, giải mưa dông từ phía Bắc sẽ được đẩy dịch dần xuống phía Nam, gây mưa dông trở lại cho các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới Thừa Thiên Huế. Sau đó thì mưa còn lan xuống các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận. Vùng mưa có mưa vừa đến mưa to được cảnh báo sẽ là các tỉnh Bắc Trung Bộ. Người dân cũng cần hết sức đề phòng với hiện tượng dông sét, gió giật khi trời có mưa. Xa hơn về phía Nam, tại các tỉnh thành thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, tiếp tục lặp lại những cơn mưa rào tại phía Nam của Tây Nguyên và hầu khắp khu vực Nam Bộ trong thời điểm chiều tối ngày hôm nay và ngày mai. Sau đó, sang ngày 15, ngày 16, thì mưa dông còn có xu hướng tăng hơn về cường độ. Ban ngày trời vẫn có những khoảng nắng gián đoạn và nhiệt độ ở ngưỡng mát mẻ trên toàn khu vực, ở mức từ 28 đến 30 độ tại Tây Nguyên và từ 31 đến 33 độ tại Nam Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, trong 2 ngày tới, thời tiết sẽ duy trì tình trạng mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông, đề phòng có tố lốc và gió giật trong cơn dông. Ngày 16 thì đêm nhiều mây, có mưa rào vài nơi, ngày mưa giảm trời có nắng, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai chỉ ở ngưỡng là từ 29 đến 32 độ. Sau đó thì nhiệt giảm, cao nhất ngày không vượt quá ngưỡng là 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, 2 ngày tới mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đề phòng có tố, lốc, gió giật mạnh trong mưa dông. Sang ngày 16, đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa rào vài nơi, ngày mưa giảm, trời hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất ban trưa trong 3 ngày tới ở ngưỡng là 32 độ. Đối với các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, hôm nay và ngày mai trời ít mưa, nhiệt độ chỉ từ 31 đến 34 độ. Sang ngày 15 và ngày 16, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, đề phòng có tố, lốc, gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ giảm chỉ còn dưới ngưỡng 32 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, hôm nay và ngày mai trời ít mưa, từ chiều tối ngày 15 có mưa rào và dông rải rác, đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ ở ngưỡng là 31 đến 34 độ. Sau đó sang ngày 16 giảm xuống mức từ 29 đến 32 độ. Chuyển sang khu vực Tây Nguyên, hôm nay và ngày mai mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác ở phần phía Nam của khu vực. Ngày 16 trời nhiều mây, có mưa rào và dông, đề phòng có dông sét, gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ cao nhất ngày dưới mức 32 độ. Đối với khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, đề phòng có dông sét, gió giật mạnh trong cơn dông. Nhiệt độ ngày mai ở mức từ 31 đến 34 độ, sau đó thì còn giảm thêm 1 độ trong 2 ngày tiếp theo. Trở ra với thủ đô Hà Nội, 2 ngày tới, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đề phòng có tố, lốc, gió giật mạnh trong mưa dông. Sang ngày 16 thì mưa giảm và trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng là 32 độ. Đến với những thông tin thời tiết biển, từ chiều tối và đêm ngày 15 đến ngày 16, gió tại quần đảo Hoàng Sa chuyển hướng đông đến đông bắc ở mức cấp 4, cấp 5. Mưa dông sẽ tăng nhiều nơi trên khu vực, cần đề phòng có tố lốc và gió giật trong cơn dông. Khu vực Nam Biển Đông bao gồm quần đảo Trường Sa, gió thịnh hành hướng tây nam ở mức cấp 4, cấp 5, mưa dông còn tiếp diễn. Vì vậy, bà con ngư dân cần đề phòng gió giật, lốc xoáy khi có mưa. Bản tin thời tiết xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.